Tất cả quý vị đến với trận bóng đá 3 người giữa cầu thủ một bên là Việt Anh và một bên là hai cầu thủ nhí, đó là Thảo Linh cộng với cả Văn Kít. Phú Bảo, Văn Kít tức Phú Bảo, Thảo Linh tức là Su Su. Đó là hai tên gọi, thì quý vị muốn gọi là một tỷ số vừa vào xong. Sau khi chúng tôi đang chưa kịp quay truyền hình thì chúng tôi đã nhận thấy một bàn thắng đã được ghi cho cầu thủ Việt Anh. Rồi, đường bóng tiếp theo, Văn Kít đang tranh bóng rất là kịch liệt với Việt Anh. Tỷ số được ghi không? Được chưa? Vào chưa? Nếu mà bóng qua vạch vôi thì đồng ý là vào tỷ. Rồi, ok, bắt đầu tỷ số 1 đều. Rồi, tiếp tục. 1 đều. Hiện nay thì cầu thủ Việt Anh đang giữ bóng rất là chắc giữa hai cầu thủ nhí. Hôm qua một quả sút nhưng không vào được. Rồi, bóng chạm tay. Rồi, bóng đã chạm đít xe và hết đường biên dọc. Hai cầu thủ này sao lại phải quay về bắt gôn cùng lúc? Các bạn phải lên tranh bóng, lừa bóng và truyền cho nhau mới gọi là đấy. Không vào. Một đường bóng sút xa của Việt Anh nhưng mà không thể qua được hai đôi chân của hai cầu thủ nhí này. Rồi, Việt Anh béo rất dẻo, không vào. Một quả gói tá lông nhưng mà không vào, rất may là bóng đã đi qua dép không vào. Rồi, bắt đầu Văn Kít tiếp tục dẫn bóng lên. Anh ta làm gì? Bạn ấy sẽ chọn cái giải pháp như nào? Không chọn giải pháp nào cả, đang loay hoay. Rồi, Thảo Linh định đi qua Việt Anh nhưng không qua được vì là Việt Anh có đôi chân rất dẻo và dài. Vào rồi. Đó, trong khi hai cầu thủ mải tấn công thì một đường hồi mã thương đã nâng tỷ số lên 2-1. Tỷ số đang là 2-1. Trọng tài đặt lỗ ghi nhận 2-1 rồi. Không vào được, đừng có ăn xa nhé. Ăn xa không ăn qua được Việt Anh đâu. Việt Anh hơi bị chân dài đấy. Rồi, các cầu thủ không dám vào lấy bóng của Việt Anh, sợ Việt Anh sẽ đi qua. Thảo Linh có làm gì không? Thảo Linh không thể tranh bóng được. Không làm gì được. Qua. Rồi, rất may là và rất tiếc cho đội hai cầu thủ nhí là bóng chạm đít xe lại không bật vào gôn. Rất tiếc. Hôm nay ba cầu thủ được đá trên sân vận động có mái che và quạt trần mọi người nhá. Thì đây là một cái điều kiện lý tưởng vì thời tiết rất là tuyệt vời. Và ngoài trời thì mưa nhỏ đủ cái độ làm mát cho các cầu thủ. Wow! Một đường bóng đi xuyên chéo từ bên cánh trái sang bên cánh phải và đập dép bật vào gôn. Cầu thủ Kít chạy tới tấp nhưng không bắt được. Rồi, tiếp tục một đường lên bóng 3-1 nhá. Sút không làm gì được, đừng có sút xa nhá, của Văn Kít ạ, đừng có sút xa đấy chứ. Việt Anh chân hơi dài và dẻo. Rồi, vào 4-1. Tỷ số đang là 4-1. Hiện nay hai cầu thủ kia đang tranh luận rất là căng thẳng. Không sao, các bạn cố gắng lên, dẫn bóng lên, chuyền cho nhau. Đi qua Việt Anh đi. Không được sút xa không ăn được đâu. Rồi, bóng chạm đi xe vẫn còn. Bóng chạm đít xe nhưng mà vẫn còn. Quý vị đang xem trận bóng đá 3 người trên sân vận động của Đạt Lỗ được truyền trực tiếp nhá. Và hiện nay tỷ số đang là 3-1 nghiêng về cầu thủ Việt Anh. Văn Kít có làm gì được không? Văn Kít tính toán đường bóng như nào đây cho hợp lý. Bóng đã đi lùi về. Hai bạn truyền cho nhau đi. Hãy truyền cho nhau. Sút đi rồi, vào. Đấy, thấy chưa? Một đường phối hợp rất là tuyệt vời từ sân nhà và đá xuyên qua chân của Việt Anh. Tỷ số đã được rút ngắn xuống 2-4. Rồi, tiếp tục bóng được đưa vào sân và tỷ số này đang được rút ngắn 2-4 cho hai cầu thủ nhí. Đó là Văn Kít và Thảo Linh. Văn Kít tức là Phú Bảo nha. Thảo Linh tức là Su Su. Rồi, giành được quyền kiểm soát. Vào được không? Không, rất nhanh tay vồ. Khi bóng đã chạm dép. Lên bóng xem có làm gì được không. Tiếp tục phối hợp giống lúc nãy đi. Đấy, trong khi tôi nói xong, chưa kịp nói về cái đường truyền lúc nãy và đường phối hợp lúc nãy thì hai cầu thủ lại ghi bàn thắng mở tỷ số. À, rút ngắn tỷ số 3-4. Ok. 3-4. 3-4 chứ.
3-4. Sắp gỡ hòa rồi, cố gắng lên, bắt đầu bóng được đưa vào sân. Không làm gì được. Bóng không thể qua chân được hai cầu thủ này. Rất nhanh và rồi, cứ bình tĩnh vào bóng. Không vào, rồi bóng đi xuyên qua giữa dép và ghế. Đúng là đôi dép thần làm gọc côn. Rất tuyệt vời. Đã cứu thua cho hai đội, cho đội nhí này mấy quả. Không làm gì được. Khéo bị phản hồi ma thương đấy. Rồi, bóng luôn chạm đít xe. Sân vận động có diện tích khoảng 12 mét vuông. Đủ cho các cầu thủ đá bóng ra ngoài để chạm đít xe. Không làm gì được. Rồi, khéo kia. Rồi, bóng không vào. Rất là may mắn cho hai cầu thủ nhí là bóng lại không đi vào chính giữa gôn. Đây là trận bóng đá 3 người và đá theo lối đá truyền thống mọi người nhé. Không cần cọc gôn và chỉ cần những vật dụng như đôi dép hoặc là những viên gạch để làm, để thay thế cọc gôn. Rồi, bóng đang rất là loay hoay trong góc. Có thể là cầm bóng đi. Nếu bóng ở trong khâu sâu quá thì các bạn cầm bóng ra. Wow, đấy rồi, tôi đã bảo rồi, phải cầm bóng ra để dùng một cái mẹo đi. Có phải là đỡ cái bàn thắng vừa rồi không? Đấy, tỷ số đã lại là 5-3 rồi. Đó, tiếp tục phối hợp giống lúc nãy đi. Không qua được đâu, không qua được chân sáo đâu. Nào, khéo lại bắt đầu bị một đòn hồi mã thương lại vào bây giờ. Một đôi chân ma thuật của Vy Anh rất dẻo và cái chiếc chân trái làm cho cầu thủ rồi, một đòn hồi mã thương lại vào rồi. Châu Vy đang mải tả đôi chân của ma thuật của Vy Anh thì Thị Xu đã cướp được bóng và phản hồi mã thương, nâng tỷ số lên 4-5. Bờ hiện nay thì bàn thắng chỉ còn một quả nữa là cách biệt nhá. Khi nào 5 đều chúng ta sẽ nghỉ nhá. Chúng ta chỉ đá đến tỷ số 5 đều thôi, sau đó thì chúng ta sẽ đi nghỉ và tắm giặt kết thúc một ngày. Và cướp bóng đi, không qua đôi chân dẻo, vô cùng dẻo của Việt Anh đâu. Rất dẻo. Hai bạn lên cướp bóng đi. Hai bạn lên, phải lên cướp bóng thì mới lấy được bóng của Việt Anh trong sân, trong chân Việt Anh. Đấy, đứng tập trung vào để hồi bạn, để phản đòn. Đứng hàng ngang ra, đứng song song với đứng hàng ngang ra, một người vào đi. Không qua được đâu. Rồi, bóng lại đập ghế hết. Văn Kít làm gì? Văn Kít chỉ rình để đá thôi. Không làm gì đâu. Rồi, bóng hết gôn. Tiếp tục mở một đường bóng mới đi. Nhanh để còn gỡ tỷ số 5 hòa đi. Không làm qua được, không qua được. Xu đâu vào, ép vào đi. Ép vào, hai bạn ép vào. Ép vào để phản hồi đi. Gọi là phản pháo. Ép vào, cứ ép vào. Rồi, tiếp tục. Rồi, lại, bóng đã hết. Bóng hết, tiếp tục triển khai. Đấy. Bạn Kít thì thấy hơi thở. Wow, vậy như vậy là không thể gỡ hòa được mà tỷ số lại nâng lên là 6-4. Rồi, chúng tôi xin kết thúc truyền hình trực tiếp tại sân vận động của nhóm Đạt Lỗi nha. Trong trận đấu diễn ra 3 người, rồi, cầu thủ Việt Anh và hai cầu thủ nhí Phú Bảo tức là Văn Kít, Thảo Linh tức là Su. Rồi, trận bóng xin kết thúc trên sân vận động 12m2 và có mái che, đồng thời có quạt trần. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi trận bóng đá. Bye bye.